Thực phẩm nên cân nhắc khi ăn trong giai đoạn mang thai 3 tháng đầu. Chào mừng các mẹ đến với Kiến thức mẹ bầu. Các mẹ thân mến, những tháng đầu thai kỳ là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của thai nhi. Do đó, mẹ bầu cần có sự điều chỉnh về lối sống, sinh hoạt để thích nghi với sự thay đổi của cơ thể, đồng thời giảm thiểu rủi ro gây nguy hiểm tới thai nhi. Trong đó, chế độ dinh dưỡng được xem là vấn đề các mẹ cần quan tâm hàng đầu. Thứ nhất, trái cây, rau củ quả. Chú ý rửa sạch các loại trái cây, rau củ quả, có thể ngâm nước muối để loại trừ các loại vi khuẩn gây hại trước khi sử dụng. Tránh ăn các loại rau sống, chúng có khả năng cao là những mầm bệnh tiềm ẩn. Tránh sử dụng các loại nước ép hoa quả tươi ở ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hoa quả nếu không được rửa sạch, có nguy cơ tồn tại các loại vi khuẩn gây hại tới sức khỏe của mẹ và thai nhi như E. coli, Salmonella. Nên tự chế biến và thưởng thức nước ép tại nhà để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe. Một số loại trái cây, rau củ bạn nên kiêng trong 3 tháng đầu thai kỳ. Thứ nhất, dứa. Dứa có chứa bromelain là một enzyme có khả năng phá vỡ protein. Ngoài ra, thành phần này còn có tác dụng làm mềm cổ tử cung, gây co thắt trong quá trình mang thai. Vì vậy, mẹ bầu được khuyến cáo không sử dụng dứa cũng như các sản phẩm từ dứa trong giai đoạn 3 tháng đầu mang thai, tránh nguy cơ sảy thai hay thai chết lưu. Thứ hai, đu đủ xanh. Trong đu đủ xanh có chứa enzyme có khả năng gây co thắt tử cung dẫn đến sảy thai. Vì vậy, bạn cần tránh tuyệt đối sử dụng đu đủ xanh trong 3 tháng đầu thai kỳ. Tuy nhiên, đu đủ chín lại là thực phẩm rất tốt cho phụ nữ mang thai. Trong đó có chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng quan trọng cho mẹ và bé như folate, choline, beta-carotene, kali, vitamin A, B, C, chất xơ. Chùm ngây. Chùm ngây là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, giúp cơ thể bổ sung các loại vitamin, sắt và kali. Tuy vậy, thành phần trong loại rau này có chứa alpha-sitosterol, có cấu trúc tương tự như estrogen, có khả năng gây nguy cơ sảy thai. Rau củ muối chua. Rau củ muối chua thường được chế biến sẵn bằng cách trộn một số loại rau củ với muối, sau đó để lên men chua dưới tác động của một số vi sinh vật. Trong quá trình lên men, nhân tố nitrat trong vi sinh vật sẽ chuyển hóa thành nitrit, khiến cho hàm lượng nitrit tăng cao. Việc sử dụng thực phẩm có chứa nhiều nitrit có thể gây nguy hại tới mẹ bầu. Vì vậy, cần hạn chế ăn các loại rau củ muối chua khi mang thai 3 tháng đầu. Thứ hai, hải sản. Tránh ăn các loại hải sản có chứa hàm lượng thủy ngân cao. Hải sản là nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp protein, axit béo omega 3, tốt cho não và mắt. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu, bạn nên hạn chế sử dụng các loại hải sản có hàm lượng thủy ngân cao. Vì thủy ngân nếu đi vào cơ thể sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phát triển hệ thần kinh ở thai nhi. Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tránh ăn cá ngừ, cá mập, cá thu, cá kình, cá kiếm. Thay vào đó, bà bầu có thể lựa chọn tôm, cá hồi, cá cơm, cá rô phi, cá minh thái. Những loại thực phẩm này đã được kiểm định chứa hàm lượng thủy ngân rất nhỏ, không gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai. Tránh ăn hải sản tươi sống, chưa được chế biến hay bị ô nhiễm. Không ăn các loại hải sản đông lạnh. Hải sản tươi sống chưa được nấu chín như hàu sống, sò điệp, ngao, sashimi, sushi. Tránh ăn các loại hải sản không rõ nguồn gốc xuất xứ hay sinh trưởng trong môi trường bị ô nhiễm. Tránh ăn cua hay các sản phẩm từ cua. Cua là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao đối với người bình thường. Tuy nhiên, trong trường hợp mang thai trong 3 tháng đầu, người mẹ cần tránh ăn cua cũng như các sản phẩm từ cua vì chúng gây co thắt tử cung, xuất huyết trong, thậm chí dẫn đến lưu thai. Ngoài ra trong cua còn có chứa hàm lượng cholesterol cao, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của người mẹ. Thứ ba, thịt và các sản phẩm từ thịt. Tránh tuyệt đối ăn các loại thịt sống hay tái trong quá trình mang thai, vì trong đó có thể chứa các loại vi khuẩn gây nguy hại tới sức khỏe và quá trình phát triển của thai nhi. Tránh sử dụng các loại thịt nguội hay xúc xích đóng gói, thực phẩm đông lạnh khi mang thai, do vi khuẩn thường phát triển trong môi trường nhiệt độ thấp như tủ lạnh gây nguy hại cho phụ nữ mang thai. Nếu muốn ăn, mẹ bầu cần làm chín thịt hay xúc xích và ăn ngay sau khi nấu chín. Đồ uống. Tránh sử dụng các loại đồ uống có chứa caffeine. Hàm lượng caffeine quá cao trong cơ thể
sẽ gây ảnh hưởng lớn tới hệ thần kinh, chất lượng giấc ngủ, gây ra tâm trạng bồi hồi và căng thẳng ở mẹ bầu. Ngoài ra, việc caffeine đi qua nhau thai còn ảnh hưởng tới quá trình phát triển của thai nhi, gia tăng nguy cơ sảy thai. Không sử dụng bia rượu và các loại đồ uống có cồn. Trong quá trình mang thai, đặc biệt là 3 tháng đầu, người mẹ cần tránh sử dụng bia rượu và các loại đồ uống có cồn. Việc sử dụng chúng có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới hệ thần kinh của thai nhi cũng như sự phát triển sau này của trẻ. Trên đây là một số nhận định về các loại thực phẩm cần chú ý khi sử dụng trong 3 tháng đầu mang thai. Để có một cơ thể khỏe mạnh và thai nhi được phát triển đầy đủ, mẹ bầu cần đặc biệt chú ý về chế độ dinh dưỡng, tránh sử dụng các loại thực phẩm gây hại và gây ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và bé. 3 tháng đầu là thời điểm nhạy cảm nhất trong suốt thai kỳ. Ngoài việc chú ý đến chế độ dinh dưỡng, thì mẹ cũng cần lưu ý một số vấn đề sau. Hiểu rõ dấu hiệu sớm khi mang thai, ngộ độc thai nghén, ra máu trong thai kỳ. Khám thai lần đầu kịp thời, đúng và đủ, tránh khám quá sớm hoặc quá muộn. Sàng lọc dị tật thai nhi tuần thứ 12, phát hiện những dị tật thai nhi nguy hiểm, có thể can thiệp sớm. Phân biệt chảy máu âm đạo thông thường và chảy máu âm đạo bệnh lý, để can thiệp giữ thai nhi kịp thời. Sàng lọc bệnh lý tuyến giáp trong 3 tháng đầu thai kỳ, tránh những rủi ro nguy hiểm trước và trong khi sinh. Hy vọng với những chia sẻ trên đây của Kiến thức mẹ bầu sẽ giúp các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong những video tiếp theo.